Làm chủ tiếng Anh, tự tin hội nhập là chủ đề của Liên hoan các câu lạc bộ tiếng Anh toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội từ ngày 15 tháng 12 đến ngày 17 tháng 12. Đây là sân chơi dành cho các câu lạc bộ, đội nhóm tiếng Anh, các trường đại học và cao đẳng, học viện trên cả nước. Liên hoan là hoạt động cụ thể hóa đề án dạy và học tiếng Anh trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 và chào mừng thành công Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 11. Chương trình do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương tổ chức thực hiện. Liên hoan là một hoạt động cụ thể hóa, từng bước nâng cao dạy và học tiếng Anh trong hệ thống giáo dục. Hoạt động này rất là hữu ích, chính bởi thế cho nên là chúng tôi đã quyết định đồng hành cùng với lại liên hoan, cùng với các em học sinh. Và mang đến liên hoan thì chúng tôi mang đến các chuyên gia và các thông tin để chia sẻ, để giao lưu. Đặc biệt là các cái góc chơi tiếng Anh, ví dụ như là học tiếng Anh qua các cái games, ví dụ như là Catch the Words hoặc là IELTS Challenge. That's another thing we're really proud about. Nếu muốn tham gia cuộc thi IELTS tại Hà Nội, bạn có 3 lựa chọn: Hội đồng Anh, EDP và bây giờ là Atlantic. Chúng tôi có mọi thứ mà học viên cần cho việc học tiếng Anh để chuẩn bị cho việc học các chương trình quốc tế hay chuẩn bị cho cuộc thi IELTS hay đi du học. Chúng tôi thực sự đem lại những trải nghiệm học tập quốc tế tại Việt Nam. Liên hoan thu hút đông đảo các câu lạc bộ, đội nhóm tiếng Anh trên toàn quốc tham gia với 171 đại biểu đại diện cho 133 câu lạc bộ tiếng Anh tới từ các trường cao đẳng, đại học, học viện trên cả nước. Liên hoan được tổ chức với nhiều hoạt động như triển lãm ảnh các câu lạc bộ, các diễn đàn nâng cao hoạt động, tổ chức và hiệu quả cho đội nhóm tiếng Anh, hội trại World Tour khám phá thế giới. Đây cũng là năm đầu tiên liên hoan các câu lạc bộ, đội nhóm tiếng Anh toàn quốc được tổ chức. Atlantic Five Star English Academy hân hạnh đồng hành và là nhà tài trợ duy nhất cho chương trình năm nay.